Đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội vừa lập biên bản xử lý 7 bến tập kết vật liệu xây dựng tại xã Thống Nhất, thuộc huyện Thường Tín hoạt động không phép ven sông Hồng. Theo đó, những bến này chỉ hoạt động từ 2 đến 3 tháng. Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện và đã xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đề nghị chính quyền xã Thống Nhất, công an huyện Thường Tín, phòng ban chức năng của Ủy ban nhân dân Thường Tín thành phố Hà Nội, nơi quản lý địa bàn có các bến vật liệu xây dựng này tiếp tục giám sát, trường hợp không đủ các thủ tục pháp lý thì không cho hoạt động. Ngoài lập biên bản, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đồng thời yêu cầu các chủ bến này phải hoàn thiện hồ sơ, bổ sung các thủ tục pháp lý mới tiếp tục được hoạt động theo quy định.